không may mắn do bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng trẻ em bị di chứng của chất độc hóa học da cam gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Chia sẻ với những đau thương mất mát ấy, Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng chính là mái ấm gia đình thứ hai đối với trẻ em da cam. Đội ngũ cán bộ nhân viên tại trung tâm luôn mong muốn mang đến cho các em một môi trường tốt nhất để học tập và phát triển. Phóng sự được thực hiện nhân ngày quốc tế gia đình 15 tháng 5. Gắn bó với Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng đã hơn 10 năm nay, chị Nguyễn Thị Yến là người đồng hành cùng các trẻ em da cam tại đây trong từng bữa ăn, giấc ngủ, đến EA đánh vần từng con chữ. Hiểu được những thiệt thòi, nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần mà những đứa trẻ kém may mắn đã trải qua, chị Yến xem các em như những người con, người cháu trong gia đình. Tuổi trẻ ở đây thì sáng sẽ được xe đưa đón đi, đưa đến tất cả các huyện của huyện Hòa Vang, và đến đây thì trưa các em ở lại ăn trưa, buổi dậy thì có ăn xế, và chiều thì các em tiếp tục học, chiều là có xe đưa đón sẽ đưa các em về các địa điểm đưa đón. Cùng với chị Nguyễn Thị Yến, các nhân viên tại trung tâm nỗ lực từng ngày tìm hiểu các phương pháp giáo dục, đào tạo kỹ năng để từng bước giúp các em phục hồi chức năng, học nghề, học văn hóa, với mục tiêu lâu dài là giúp các em có thể nhanh chóng hòa nhập cộng đồng. Qua khảo sát, Đà Nẵng hiện có hơn 5.000 nạn nhân nghi nhiễm chất độc da cam, trong đó có khoảng 1.400 trẻ em. Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng là mái ấm gia đình thân thương, được nhiều bậc phụ huynh tìm đến để gửi gắm con em mình. Chính vì vậy, vì xây dựng nguồn lực vững mạnh để nâng cao hiệu quả công tác phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam là bài toán được đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Ngoài cái nguồn lực mà hội đã nỗ lực huy động từ cộng đồng trong nước, thì một cái nguồn lực hết sức quan trọng nữa đó là nguồn lực từ các cái tổ chức cá nhân của nước ngoài. Thì hội nạn nhân da cam thông qua cái đội ngũ tình nguyện viên sẵn có của mình ở người nước ngoài, hiện nay là hội có 65 là tình nguyện viên người nước ngoài tham gia hoạt động cùng với hội, với những cái công việc thiết thực của mình cũng như là những cái hoạt động rất là hiệu quả của các trung tâm, cho nên là các cái tình nguyện viên người ta cũng thấy rằng là cũng cần có cái sự hỗ trợ giúp đỡ của họ thông qua các cái doanh nghiệp, thông qua các cái tổ chức nước ngoài để có thêm nguồn lực giúp đỡ cho hội. Không quản ngại khó khăn, tình yêu thương của các cán bộ nhân viên tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng như là gia đình ấm êm của nhiều trẻ kém may mắn đã góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, trở thành điểm sáng trong bức tranh an sinh xã hội của thành phố.